Xe con ba đi. Thích không? Ừ. Nó nhớ con xe của con ba đi. Thể. Rồi. Hai. Con đi. Rửa này trước nha. Cái này là đồ chơi của con gái. Mà Ronnie thích. Con xạo quá. Đừng có ấy quá. Ronnie đi xúc qua đây tí. Xúc qua. Rồi ngồi im đó. Rồi ngồi im đó nha. Ngồi im đó mới rửa cái chai nè. Là cái này. Này là cái gì đây? Cái túi. Rồi, cái này hết chưa nè. Túi con cầm xíu đi. Rồi, cái này là cái gì? Cái con nè. Nè, cầm đi. Cầm đi mày ấy chưa? Cái này là cái cây. Cái cây. Cây này nó bị rớt cái trái táo mà con gắn cái táo vô. Lên. Đây mày ấy chưa? Cái này cái cây này. Mày gắn cái táo vô. Cái này con không có xích quá mà nhiều thương nhá. Wow. Này. Con này nhìn nè, nó bị rớt nè, bị đánh vô chân nè. Cái này. Này. Cái này để đây, để cho. Rồi. Đây là một trái phước. Ừ, đi carrot nè. Cái này nè. Bắp nè, cái bắp nè. Chiếc mi nè nè. Cái này nữa nè. Còn thấy trái gì? Trái này nè. Cái cam. Cái này là chiếc tích kìa. Ngồi xuống ra đây, con ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi ném qua đây, ngồi ném xích qua đây. Xích qua đây tí, rồi ngồi im đó. Không có được nhúc nhích nè. Rồi nó có trái. Trái này trái, trái ớt đỏ nè. Trái ớt là ớt chuông, cái màu đỏ. Này ớt chuông mà màu cam nè. Cà rốt nè, dễ thương chưa. Rồi trái này trái bắp. Bắp gọi là cái gì? Bắp gọi là gì? Bắp con khô. Ừ, giỏi. Trái này trái này không phải trái cam. Mà trái này trái đào nè. Trái cam. Ừ, nó để nguyên một lỗ nè. Đó, Rudy rất thích. Rudy thấy này, Rudy thích lắm vậy lên. Thích không? Rồi thích không? Thích. Rồi. Đây này. Wow. Đây này bảng để ta. Đó, cái gì? Cơm mắt rồi. Cái gì? Cái cà. Cái nho. Cái cà cái nho. Rồi này. Nho đen này. Cái nho này đó. Rồi nè, nho nè con, nho nè. Thì con gắn vô đi. Con nè. Biết gắn. Trời ơi. Chí nhờ. Nó bị trên cái ấy nó con gắn quá. Trên cái gì á? Mấy cái trứng. Từ từ để mày lấy cho. Đó, gắn được rồi nè. Yeah. Cây này cây táo nè. Cái này. Táo đỏ nè. Cái này chưa biết rồi mà. Cái này cái gì? Cái này chưa biết rồi. Ồ vậy hả? Sorry nha, lộn. Là cái này ha, cái cà đó, cái cà lộn đó, cái cà giỏi quá, Ronnie giỏi quá. Rồi đây là tiền. Quỳnh, đây là tiền nè, tiền để mua đồ nè. Tiền bây giờ tiền Ronnie phải bị tiền nè, phải xé ra từng cái nè, rồi mình bỏ vào vali nha, bỏ tiền vào vali nha Ronnie nha. Mày xé rồi này nha. Ngồi im đó, đi đâu đó, ngồi đây này. Ok. Ngồi im đó con. Đây là cái này gì à? Đây là Camilo. Đây là chủ bản Carrots nữa. Pepper. Cái này mình phải bẻ cái gì này. Nó xé dễ lắm thôi đó. Đi đâu hồi nãy quên gấp lại nên bị rách miếng rồi.
Từ từ này mày ấy tiền cho con, con bỏ vali đi, bỏ vali tiền này, này này, ngồi im đó, để mày ấy chờ nè, tiền này rồi đi nè, bỏ vali đi, rửa vali ra, bỏ vô, bỏ tiền vô vali, bỏ tiền vô vali đi. Có bỏ. Dứt lên. Có không bỏ được. Dứt cái này lên nè. Hả? Đó, bỏ tiền vô. Ừ. Này sách, này sách vali đi. Đi mua đồ đó, rồi trứng. Từ ngồi im nó mẹ ấy trứng rồi. Đây là những quả trứng. Những quả trứng này. Đúng không Lani? Ừ. Rồi, cái này nè, cái khay bỏ trứng vô, mình bỏ trứng vô đó. Mình bỏ trứng vô. Mày bỏ trứng sao vô. Mày bán cái này? Mày quá bán luôn hả? Kìa. Ờ ok, mày biết rồi. Nè, bỏ trứng vô. Bỏ trứng vô đó. Yeah. Đẹp chưa, rồi mình đậy lại đây. Yeah, mẹ. Mẹ con để đi, mẹ con kéo, mẹ con kéo cái này nè, đây rồi nè, có một bộ đồ này nè. Rồi nè còn có một bộ đồ, một bộ đồ chơi rồi. Mà để đi tính tiền nó đẹp lắm rồi. Gì cái gì hôm sau, hôm sau mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Dễ thương lắm đó. Nhìn đúng dễ thương các bạn. Ok ok, chờ mẹ tí ha, mẹ cho người ta coi người ta mới mua đúng không? Cứ lên người ta mới mua, người ta mua. Có người mua rồi mới bán được chứ. Đó. Trứng nè. Đưa đây mẹ, để đây. Con nè, cái con nè. Rồi đó. Rồi cái này mình phải để lên đây để người ta biết người ta mua nè. Mẹ một phải dám vô. Này cái đây mày chấm lên đây cho con ha, nè nè mình phải dám lên đây nè, người ta mới thấy được chiều. Đây là cái trái này đó, con ngồi xuống đi, con ngồi xuống mày gắn cho coi. Không mẹ cố giữ chứ. Từ từ cái này xong rồi mày rửa cái kia cho đó. Rồi cái nè, cái này là chai cà ha, chai cà đây nè, chai cà đây nè. Chú quay đẹp không? Có cái này. Mua ai mua gì thì mình bỏ vô trong đây. Cần cân ký. Cái gì? Mấy cái vật cái gì? Đây nè, mày ấy cho nè. Mấy cái vật cái gì? Ok, cái hình xếp á, cái đó để lấy người xếp con. Bây giờ mình ấy cái này nè. Mình mua đó. Này. Chú quay đẹp. Cần ký xong. Rồi ok, xong cái này bây giờ mình bỏ vào đây nha. Mình chuyển qua cái đồ chơi khác ha. Mai mình sẽ ấy khác nhiều hơn ha. Bye bye đi. Con bye bye đi.